Xin chào các bạn. Nếu các bạn thường xuyên theo dõi những video của mình trên YouTube thì có lẽ các bạn cũng biết rằng trong hơn một năm vừa qua, mình thường tổ chức những lớp học online về AI, Data Science, Machine Learning cũng như là Deep Learning vào cuối tuần. Công việc chính của mình là một Senior AI Engineer. Mình đang sinh sống và làm việc tại Berlin, Đức. Thông qua những lớp học online mình dạy vào cuối tuần thì mình có những cái cơ hội để có thể chia sẻ những cái kiến thức cũng như là cái kinh nghiệm về AI mà mình đã tích lũy được trong suốt gần 8 năm làm việc vừa qua. Trong thời gian tới, mình sẽ khai giảng lớp học tiếp theo về Data Science và Machine Learning nâng cao. Trong video này, mình sẽ giới thiệu với các bạn nội dung chi tiết của khóa học này. Như các bạn có thể nhìn thấy trên hình, đây chính là nội dung khóa học của chúng ta. Khóa học của chúng ta sẽ bao gồm những nội dung chính như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Data Science cũng như là Machine Learning. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai phương thức học quan trọng nhất trong Machine Learning, bao gồm Supervised Learning và Unsupervised Learning. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách thức để có thể xây dựng những cái mô hình dành cho hai bài toán phổ biến nhất trong Machine Learning, đó là Classification và Regression. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai mảng ứng dụng quan trọng nhất của AI, đó là Natural Language Processing và Computer Vision. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong số những cái bài toán phổ biến nhất với bất kỳ một Data Scientist nào, đó là bài toán Time Series Forecasting. Sau khi đã cùng nhau tìm hiểu những cái bài toán, nghệ thuật toán phổ biến nhất mà một Data Scientist sẽ phải gặp, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái chủ đề tiếp theo, đó là phân tích lỗi và chọn mô hình trong Machine Learning. Sau phần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai kỹ thuật vô cùng phổ biến và quan trọng trong Machine Learning, đó là Regularization và giảm chiều dữ liệu. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề vô cùng thú vị, đó là làm sao để có thể xây dựng nên những Recommendation System. Cuối cùng, chúng ta sẽ kết thúc khóa học bằng việc tìm hiểu bài toán Hypothesis Testing, hay tiếng Việt mình gọi là kiểm định giả thuyết. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết của từng phần các bạn nhé. Trong 5 buổi đầu tiên, đây đều là những cái buổi lý thuyết. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tổng quan về Data Science và Machine Learning. Cùng với đó là hai phương thức học quan trọng nhất trong Machine Learning, đó là Supervised Learning, hay tiếng Việt gọi là học có giám sát, cũng như là Unsupervised Learning, hay tiếng Việt gọi là học không có giám sát. Với phần đầu tiên, tổng quan về Data Science và Machine Learning, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về những cái khái niệm bao gồm bộ dữ liệu, thuộc tính cũng như là các phương thức học trong Machine Learning. Đối với phương thức học có giám sát, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về dữ liệu có đánh nhãn, cách thức để có thể huấn luyện các mô hình, các hàm loss thông dụng, cách thức để có thể phân chia dữ liệu, các cái bài toán cơ bản trong học có giám sát, cách để có thể đánh giá một cái mô hình sau khi chúng ta đã huấn luyện, và cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một pipeline hoàn chỉnh trong học có giám sát. Thế còn đối với phương thức học không có giám sát, chúng ta sẽ bắt đầu với việc tìm hiểu về dữ liệu không đánh nhãn. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong số những cái thuật toán cơ bản nhất, phổ biến nhất trong học không có giám sát, đó là K-mean clustering. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách để có thể đánh giá một mô hình. Hai buổi học tiếp theo, buổi 6 và buổi 7, đây đều là những buổi thực hành. Trong hai buổi học này, chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với thư viện Scikit-learn, một trong số những cái thư viện mà bất kỳ một Data Scientist hay một Machine Learning Engineer nào cũng phải thành thục. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng những cái mô hình dành cho hai bài toán cơ bản trong học có giám sát, đó là Classification và Regression. Đối với phần đầu tiên, làm quen với thư viện Scikit-learn, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách để có thể cài đặt Scikit-learn. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các cái mô hình Machine Learning được xây dựng trong Scikit-learn như thế nào. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách để có thể huấn luyện mô hình Machine Learning trong Scikit-learn, cùng với đó là đánh giá những cái mô hình này với những cái metric được xây dựng sẵn bởi Scikit-learn. Sau khi đã có những cái kiến thức cơ bản về thư viện Scikit-learn rồi, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng mô hình classification. Đầu tiên, chúng ta sẽ làm quen với bộ dữ liệu về bệnh tiểu đường được lấy từ Viện Quốc gia về bệnh tiểu đường, tiêu hóa và bệnh thận của Hoa Kỳ. Dựa vào những kiến thức lý thuyết mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu trong 5 buổi học đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tiền xử lý các dữ liệu dạng số trong bộ dữ liệu này trước khi sử dụng chúng để huấn luyện một mô hình classification. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách để có thể xây dựng, huấn luyện và so sánh hơn 30 mô hình classification cùng một lúc. Sau khi đã hoàn thành việc xây dựng mô hình dành cho bài toán classification, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với việc xây dựng mô hình dành cho bài toán regression. Trong mô hình này, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc với bộ dữ liệu về điểm thi của sinh viên ở Hoa Kỳ. Dựa vào những kiến thức lý thuyết đã học, chúng ta sẽ cùng nhau tiền xử lý dữ liệu hỗn hợp bao gồm dữ liệu dạng số và dữ liệu dạng phân loại trong bộ dữ liệu này. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một pipeline hoàn chỉnh từ bước tiền xử lý dữ liệu cho đến bước xây dựng mô hình và huấn luyện. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau tìm bộ siêu tham số tốt nhất dành cho mô hình này. Đến với buổi 8 và buổi 9, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Natural Language Processing, hay là xử lý ngôn ngữ tự nhiên, một trong hai mảng ứng dụng hot nhất của AI. Sau khi đã tìm hiểu xong về lý thuyết, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành bằng việc xây dựng mô hình Job Level Classification, mô hình phân loại các cái level của job dựa trên một bộ private dataset
mình lấy từ công ty cũ của mình. Đối với phần lý thuyết, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về bộ dữ liệu chúng ta sẽ làm việc cùng trong bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách thức để có thể tiền xử lý dữ liệu dạng văn bản. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau lần lượt đi qua hai khái niệm vô cùng quan trọng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đó là n-grams và TF-IDF. Đây là hai khái niệm mà bất kỳ bạn nào muốn theo mảng NLP các bạn đều cần phải nắm chắc. Sau buổi học về lý thuyết, chúng ta sẽ chuyển sang buổi học về thực hành. Trong buổi thực hành này, chúng ta sẽ cùng nhau áp dụng những cái kiến thức lý thuyết mà chúng ta đã học ở buổi trước để chúng ta có thể tiền xử lý các cái thuộc tính. Chúng ta huấn luyện mô hình và cuối cùng chúng ta sẽ tìm cách cải thiện mô hình theo 4 cách khác nhau. Đến với buổi học thứ 10, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mảng ứng dụng mạnh mẽ còn lại của AI, đó là Computer Vision hay là thị giác máy tính. Sau khi chúng ta cũng đã cùng nhau tìm hiểu những cái khái niệm cơ bản nhất mà các bạn cần phải nắm được về Computer Vision, chúng ta sẽ cùng nhau ứng dụng đó để có thể xây dựng một cái mô hình Image Classification hay là mô hình phân loại ảnh. Đầu tiên, đến với phần lý thuyết, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách mà ảnh được biểu diễn trong thị giác máy tính. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các bài toán phổ biến trong thị giác máy tính mà chúng ta có thể sử dụng Machine Learning hoặc đi sâu hơn là Deep Learning để giải quyết. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thư viện OpenCV, một trong số những thư viện mạnh mẽ và phổ biến nhất giúp chúng ta có thể làm việc với thị giác máy tính một cách dễ dàng. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các cái bộ dữ liệu phổ biến dành cho mảng thị giác máy tính. Đến với phần thực hành thì chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cái mô hình Image Classification đơn giản. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bộ dữ liệu MNIST. Đây có thể được coi là bộ dữ liệu vỡ lòng dành cho những ai muốn làm quen với mảng thị giác máy tính. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng mô hình và chúng ta sẽ đánh giá cái mô hình đó. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những cái hạn chế của các cái mô hình Machine Learning cổ điển trong các cái bài toán Computer Vision, từ đó chỉ ra là lý do vì sao mà đối với Computer Vision người ta lại sử dụng Deep Learning thay vì những cái mô hình Machine Learning truyền thống. Đến với hai buổi học tiếp theo, buổi số 11 và buổi số 12, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong số những cái bài toán rất là thú vị mà các data scientist sẽ cần phải làm việc cùng rất là nhiều, đó là bài toán time series forecasting hay là dự báo chuỗi thời gian. Đi cùng với việc học lý thuyết thì chúng ta sẽ cùng nhau ứng dụng những cái lý thuyết đó để có thể xây dựng cái mô hình dự đoán lượng khí thải CO2. Đến với phần lý thuyết, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về dữ liệu chuỗi thời gian là gì. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai mô hình phổ biến trong bài toán dự báo chuỗi thời gian, đó là dự đoán đệ quy đa bước và dự đoán đa bước trực tiếp. Đến với phần thực hành, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bộ dữ liệu về lượng khí thải CO2 được thu thập trong vòng hơn 40 năm. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách để có thể biến đổi dữ liệu cũng như xây dựng mô hình với hai loại mô hình khác nhau. Cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau trực quan hóa kết quả của cái mô hình mà chúng ta vừa mới xây dựng. Đến với buổi học số 13 và số 14, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một vài những cái topic nâng cao trong Machine Learning, bao gồm lỗi trong Machine Learning, cách để chọn mô hình trong Machine Learning, regularization và cuối cùng là giảm chiều dữ liệu. Đối với topic đầu tiên, lỗi trong Machine Learning, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem trong Machine Learning lỗi bắt nguồn từ đâu, có những loại lỗi nào và cách để có thể xử lý chúng. Với topic tiếp theo, chọn mô hình trong Machine Learning, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các tiêu chí người ta thường dựa vào để có thể chọn một cái mô hình Machine Learning phù hợp. Chúng ta có những cách chọn khác nhau bao gồm chọn mô hình dựa vào dữ liệu, chọn mô hình dựa vào metric, chọn mô hình dựa vào tính ưu tiên và cuối cùng là chọn mô hình dựa vào tính giải thích. Đến với topic thứ 3, regularization, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai vấn đề thường gặp phải khi xây dựng những mô hình trong Machine Learning, đó là underfitting và overfitting. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ba cách thức để có thể phòng chống overfitting dựa vào regularization, bao gồm lasso, rigger và elastic net. Đến với topic cuối cùng, giảm chiều dữ liệu, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về curse of dimensionality, một cái thuật ngữ vô cùng phổ biến trong data science, ám chỉ cái hiện tượng khi mà dữ liệu của chúng ta có quá nhiều chiều. Sau khi đã hiểu được những vấn đề mà các mô hình Machine Learning có thể gặp phải khi dữ liệu có quá nhiều chiều, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai họ kỹ thuật để giúp chúng ta có thể giảm chiều của dữ liệu, đó là Feature Selection và Feature Extraction. Ở bài học số 15, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các Recommendation System, các hệ thống gợi ý. Đây là những hệ thống đóng vai trò vô cùng quan trọng cho những công ty và doanh nghiệp hoạt động theo mô hình B2C. Và sau đó, chúng ta sẽ vận dụng những cái kiến thức này để có thể xây dựng một mô hình gợi ý phim đơn giản. Đầu tiên, với phần lý thuyết, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ba mô hình cơ bản trong các cái hệ thống gợi ý, bao gồm những cái hệ thống lọc dựa theo nội dung, lọc cộng tác và những cái mô hình kết hợp. Đến với phần thực hành, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bộ dữ liệu, về người dùng, phim và đánh giá của từng người dùng với mỗi bộ phim mà họ đã từng xem. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách để có thể xây dựng cách để đánh giá sự tương đồng giữa các bộ phim. Và cuối cùng chúng ta sẽ hoàn thiện mô hình gợi ý phim dành cho người xem. Đến với hai bài học cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Hypothesis Testing hay là kiểm định giả thuyết, một trong số những bài toán mà bất kỳ một data scientist nào cũng phải thành thục. Với phần lý thuyết, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những kiến thức cũ và học những kiến thức mới có liên quan đến phân phối chuẩn, định lý gia hạn trung tâm, giả thuyết thống kê, nguyên lý xác suất nhỏ, phương pháp phản chứng, các bước tiến hành Z-test và T-test.
Trong phần bài tập, chúng ta sẽ cùng nhau áp dụng những kiến thức lý thuyết chúng ta đã được học để có thể giải quyết khoảng 20 bài tập khác nhau với Z-test và T-test. Vậy là mình đã vừa chia sẻ với các bạn nội dung của khóa học Data Science Machine Learning nâng cao mà mình chuẩn bị khai giảng trong thời gian tới. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào có liên quan đến khóa học, các bạn có thể liên lạc với mình thông qua số Zalo như các bạn có thể nhìn trên hình. Mình sẽ cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này của mình và mình xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.